Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Delam đây và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Total Warhammer để cùng phiêu lưu với Rimkor Ironhide. Ở cái tên trước mình đang đánh với lại cái bọn nổi loạn này nhưng mà tụi nó chưa có chết hẳn. Và có lẽ chúng ta sẽ cần phải mất thêm một tên nữa để xử đẹp tụi này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái bản đồ lên để chúng ta xem lại cái tình hình chính trị ở trên thế giới nó như thế nào. Ok, thì bây giờ nước chúng ta đây, ở phía nam của mình thì cái bọn lùng tên là Kazakh Azul này nó vẫn chưa chết hẳn. Và mình đang có một cái đội cái đội đó là do AI điều khiển và nó đang đánh xuống phía nam này. Và chúng nó đang đánh tới thành trì tên là gì ta? Ở đây nè. Bây giờ mình sẽ set qua target cho cái thành này, Carol Thomans. Cũng có khá nhiều quân phòng thủ á, hy vọng là tụi nó đánh được. Còn ở Misty Mountain này thì lại ít quân hơn ta. Hay là cho tụi nó qua đánh Misty Mountain đi, mình sẽ đánh vô Karen Man đó. Misty Mountain, ngọn núi sương mù. Tụi lùng này nó chỉ còn có hai cái settlement thôi là chấm dứt. Trong khi cái tụi Red Fang này thì tụi nó cũng còn hai settlement thôi. Nhưng mà tạm thời để nó ở đó đi. Nó làm đồng minh, không đồng minh nhưng mà cũng không gì hết. Nó cũng không tấn công mình, để làm một cái lá chắn. Bởi vì ở bên đây có cái bọn top knot này. Nó đang đánh nhau với mình. Đó là lý do tại sao mình để một đạo quân ở đây, để có phòng thủ phía tây này. Khi nào mà Rimgor xử xong đám loạn quân này, sẽ Rimgor sẽ kéo xuống phía nam dẹp hết tụi lùng luôn. Ở đây để xem nâng cấp skill gì đây hả? Weapon strength for infantry units. Mấy cái này ghê không ta? Tăng cái này đi. Mình đang muốn là Rimgor là nhà vô địch nè. Ủa, next level melee attack cộng 10 chứ. Rồi con này sao ta? Con này chắc cho nó đi đường lạ lạ, đường màu xanh này. Hãy còn tiền. Có lẽ là sẽ tuyển một ít Mark Big Earns này. Hơi bị mắc. Ammo 50, Open Strength 42. Bấm bụng mua thử một con coi nó làm sao. Ui cha, tốn tới 3 turn, 2 turn nữa để mà xây tụi này. Xây tụi này lâu quá vậy, tưởng chỉ có một thân thôi chứ. À, cái đó là local. Sao để nó là tốn hai thân mà mình lại tốn tới ba thân lận là sao? Vô lý quá vậy. Con này một thân mình tích vô lại hai thân, hay là mình đang xây một cái quân nào đó rồi, hiểu rồi. Ở đây đang mua quân mà quên không biết. Alright, hết tin rồi. Your conquests strike fear into the hearts of your enemies, mighty lord. The wisest amongst them will know that fate is on your side. Là chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ là Occupy Loot Wreck 6 Settlement và được thưởng tổng cộng 5.000. Quá kinh. Mẹ ơi, bây giờ nhiệm vụ kế tiếp là 10 Settlement. Càng lúc càng nhiều mà thưởng cũng có nhỏ giọt. Quân của mình đang chuẩn bị tiến tới Misty Mountain. Có nhiều tiền rồi đó, bây giờ xây thêm đi.
Ờ, xây cái này lên để tăng tiền nè. Xây cái này luôn. Katat Azul mình có cái gì đây? Hiểu rồi, mình chừa cái ô này để mình xây cái... Ủa? Cấp 2 mới được. Xây cái này lên cấp 2 trước nè. Xong rồi đó, lên cấp 2 rồi mình mới xây được cái nhà này để mua những cái con kỵ binh. Iron Rocks. Âm không. Xây đám nhà này lên cấp 2 luôn đi. Cái này cấp 2 rồi. Lên cấp 3 là sẽ có nhiều quân đồn trú hơn. Nhưng mà đang hết tiền rồi. Ui da, tụi nó là có thêm quân tiếp viện 18 đạo luôn. Biết ngay mà, không đánh là tụi nó sẽ càng ngày càng đông lên. Chứ nó có rất là đông kỵ binh luôn rồi. Tấn công thì tấn công được đó, nhưng mà chỉ có một đội tấn công thôi. Tại sao đội này không cứu viện được? Đứng gần đây thì sao? Đó, có quân tiếp viện rồi. Như đây là dư sức đánh. Control Last Army luôn. Hai đạo bu lại mới đủ đánh tụi này. Quân đội chúng nó hầu hết là đều bị tổn thất khá nhiều rồi. Duy chỉ có là 4 đạo kỵ binh này là mới nè. 2 đạo sói. Chúng nó có quá trời kỵ binh luôn. Cũng may mình đã tuyển thêm một số cấp linh mới. Nó có kỵ binh thì mình sẽ dàn qua hai bên. Ok. Bên này nữa. Chúng ta sẽ cho 3 đạo đứng bên đây để bắn một đạo bên đây, còn tất cả infantry ở giữa để cho pháo binh bắn. Good, good rồi đó. Mình đã tới. Đợi một chút nào. Chúng ta đang cần những cái ok, chạy lên hết. Elephant. Còn chơi trò gì kỳ vậy? Cái này không có đội hình riêng của nó ta. Chỉ có một loại đội hình thôi mà. Mình đã để cho Elephant ở đây. Đó. Cho đạo này đi đánh trước đi. Tại đạo này là đạo phụ.
Nếu quân ở đây thì 100% để khoắn, chưa có bị đội nào tổn thất. Có ba đạo cung thủ được để bắn tụi nó. Ơi ơi, nó bắt đầu chèn qua nó đánh kìa. Thế thì chúng ta phải nhanh lên. Ủa, mình bấm lộn đội nào vậy? Đội này mới đúng chứ. Chết khá nhiều đấy. Nhanh lên các anh em ơi. Kỵ binh chúng nó chia làm hai hướng rồi, biết ngay là sẽ qua hai cánh của mình. Bắn tới không? Hay lắm. Bắn vô đây. Tụi nó auto đánh đi cũng được. Ồ, đi nhanh lên đi mấy ông ơi. Định làm gì đây? Mình móc lốp con xe của mình hả? Quân tụi nó phải nói là quá cơ động luôn. Đi vòng ra đi trước đằng sau mình lum hết. Ở đây thì mình chắc là phải cần có 3 đạo đứng đó để bắn nó. Hai đạo này, mỗi đạo dí một con đi. Rồi tất cả các đạo khác xung quanh chúng ta cũng lấy ra đánh úp nó ở đây. Tướng này cũng vậy. Ở đây có cái gì vậy? Chiêu gì vậy trời? Tăng sức mạnh cho quân đội thôi. Đội hình lên. Cái này quân tụi nó vẫn còn nhiều nữa. Hay quá, enemy lord is dead rồi. Chiến thắng giòn giả.
chiến ở đây. Lần này chúng ta tổn thất chỉ có khoảng 250 thôi, trong khi quân nó là 650. Capture 168, cướp 1490 vàng. Let's begin. Hay quá, ăn thịt nữa được. Mới có một cái item mới. Có nhiều lọ quá. Potion of Strength nè. Touch Net là cộng Defense. Cái này cộng sức mạnh mà. Sao weapon với weapon đem cộng cho con này luôn. Còn con tướng phụ để cho nó những cái lọ khác. Wow, có quá trời luôn. Form of Strength là con này đang xài rồi, cho nên lấy Form of Strength này. Ngựa nữa chứ, ghê vậy. Weapon con này xài rồi, hết rồi. Có con banner nào trống không để cho con tướng này xài vậy? Có thể là thằng này chẳng hạn. Pitchbot nữa hả? Pitchbot thì Rimgor mình đang cầm rồi đúng không? Nè có rồi. Chỉ còn cái gì ta? Ủa không lẽ có hai con Pitchbot? Ở đây là một con cộng 15, đúng rồi. Bên này cũng có một con luôn. Rồi hết rồi đó, còn lại là của Rimgor hết. Bố trí đầy đủ. Mình tấn công cái nữa. Đánh tan quân nó luôn. Bây giờ quân nó không có tướng để đánh tạo nữa. Auto resolve là tự động thắng. Tụi nó, đúng vậy, boys. Chuyển qua stand mode để quay trở lại đây. Ui da. Trời ơi, đi qua đây lố rồi, không có đi qua lãnh địa của thằng này. Trespass đó nữa. Cái nào nó cũng không vui. Không vui thì kệ nó chứ biết làm sao bây giờ. Có một ít tiền nên tuyển thêm một local ở đây. Nhiều đỏ đủ rồi. Cái rất Adun xây phải đợi xây cái này trước đã. Ở đây xây là được cấp 3 nè. Black Crack mình xây lên Obedience này đi để được cái con Goblin Big Boss. Với lại tăng Obedience nữa. Đầu tư rất là nhiều tiền vào các công trình. Tặng gì đây? Four Seekers. Này chống tên lửa, ấy là chống đạn bắn. 18 Vigor. Cho có mua chính nó à. Tạm thời để cái Baxi này đi. Ok. Anh kéo qua kìa. Your new workshop opens the possibility of conducting research into better methods of war. Put your most devious goblin minds to good use, my lord.
Như vậy là sau khi mình đã xây cái Goblin Tinker Bench thì mình đã mở được cái Goblin Workshop này để mình có thể nâng cấp những cái kỹ năng. Và cái đầu tiên á, nó kêu mình nâng cấp là cái Better Stickers này để tăng Weapon Strength 10% cho tất cả các unit mà sử dụng giáo. Sau khi nâng cấp cái này mình sẽ có thưởng nữa. Còn cái này là Bow. Ok. Rồi còn nhiều thứ nữa thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu nó sau. Cái này hết thám thân rồi còn cái gì nữa. Đây, tụi nó đây nè. This is my land. Con này đang mua quân cho nên không có đi được. Tạm thời thì mình phải mượn đường để mình đến đây mình đánh. Ủa cái này là cái nút gì? Trespass á hả? Có lẽ hắn đang không có được vui bởi vì chúng ta đang trespassing với hắn. Y như rằng trừ 18 điểm. Where's my manners? Mình sẽ xin military asset. Dễ gì nó cho. Còn tụi này thì cứ tạm thời mua quân đi. Ok, hắn còn dư tiền để duy trì thêm một đội bên đây. Mua thêm một con ọt. Một đạo này, một đạo bắn cung. Ê, chà, không đủ, không đủ, không được. Bỏ con này đi lấy con bắn cung vậy. Bọn Goblin Archer này thì nó mắc hơn. Nhưng mà nó có độc. Mua mấy con này cho nó rẻ để phòng thủ ở đây thôi mà. Để xem chúng ta còn xây cất cái gì nữa không. Ở đây đây là cộng 6 Correct 8 speaker. À ở đó. Xây một cái gì đó ta. Mà ở đây xong chưa? Chưa xong. Tiền đi chứ tăng gì. Vùng này mình thấy rất là yên bình. Còn một bên là xây cái big box đi. Tại vì có quân ở đó nó đứng nó phòng thì nó mới vậy thôi. Chứ thật ra mà bỏ lính, không có quân đồn trú ở đây, thằng này nó đồn trú ở đây thì cũng khó. Nó sẽ giảm bất liền cho nên xây thêm cái big box stand để tăng cái này. Hết tiền rồi. Con này sẽ chuyên đánh đi đường dưới ngầm. Nó làm gì đây? Biến mất rồi. Artillery focus trong vòng 8 turns. Unit experience cộng 2 cho những cái pháo binh vừa tuyển. Và trừ 25% hay là 2.5% vậy. Cái số không biết cái dấu chấm hay là số 5 nữa. Hy vọng là 25%. Làm sao để tuyển một trong hai con này ta. Xưởng nó đâu ta? Analog Spider không có cái workshop. À đây, military support nè. Goblin Rotor Control nữa chứ.
Doom Diver là tuyển mấy con này còn lâu lắm. Ở đây mình có một cái công trình được hạng 3. Nói chung là phải lên 3 xa, cấp 3 mới xây được. Đây cấp 1, cấp 2, đây full rồi, không có xây được nữa. Xây cái này nè, xây cấp 3 để mình sẽ có được người khổng lồ để xây được con Gen, con Jones. Beacon. Úi, tụi nào đây? Trời đất ơi, tụi nó kéo một đạo quân ra đây luôn rồi. Tốt lắm, mình sẽ vô đây phòng thủ. Những là những cái tên miner, Dark Warriors với lại một vài tên lính gì đó. Nhưng mà quân mình hơi bị ấy, tổn thất cũng hơi nhiều á. Đánh được mới đánh nha, không thôi vô đây lúc đi đã. Còn ở phía bên này chắc là đi qua đây đánh không ta? Rồi bên nó toàn quá trời tỉnh, 4 tỉnh là của nó hết trơn rồi. Qua đó đánh cũng hơi bị phiêu. Phải tuyển thêm lính mới qua đánh được. 4 đạo cung. Thêm những cái đạo này cho nó rẻ. À, Misty Mountain của mình rồi nè. Nhờ con war này mà mình tha hồ đánh chiếm khắp nơi luôn. Cái quỷ này đi. Nói chung nó xây cái khác. Những cái vùng này thì trở xây và thiên về kinh tế nhiều hơn chứ. Còn đảo chính mình sẽ đánh qua đây là xong. Mình tin báo, tin tuyển chỉ có tin này thôi. Ở đâu population surplus được 3. Cái này lên 3 nè. Đó có thể. Ủa mình xây cái này rồi hả? Goblin Rock Riders Doom Catapult này là cái xe bắn đá của mình trong đội hình của mình, đó là phải nâng lên nhà chính lên cấp 4 mới xây được. Chà chà chà. Oh, objective sao ra được nhiều quá ta. Destroy the following faction, gần hết rồi còn gì nữa, chỉ còn Red Fang, Scapia, Totnos, Footmaster. Ồ, tốt bên kia luôn. Ox the Blood Hand. Nhưng mà chiếm được khá nhiều tỉnh. Phải thỏa mãn rất là nhiều điều kiện. Và cái điều kiện này là khó nhất nè. Chiếm tất cả các tỉnh phía sau nè. Quá trời quá đất luôn. Rồi cướp phá gì nữa. Rồi ensure that the Archons is in a wounded state nữa chứ. Là phải đánh cho tụi nó bị nhừ tử nữa. Bọn nó muốn hòa bình với mình. Trở thành vắt rồi, tụi nó không chịu đâu. Thôi khỏi đi. Đây, tụi nó tấn công mình nè. Mình đang có một cái banner mới. Để xem cái banner này nó sẽ cộng cho Strider Unit là... Oh, hiểu rồi. Con ngựa đội Cavalry của mình những cái tập trước là bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Cho nên bây giờ không còn Cavalry Unit nữa. Mày yên tâm, cái bọn lùn này chỉ là toàn những cái con đào mỏ thôi. Miner, dân đào mỏ. Duy nhất chỉ có một đội Dawn Warriors.
và ba đạo Missile Infantry. Cái này thì sao tụi nó thắng được? Mình đang đứng ở đâu vậy? Đáng lẽ là mình phải có Rimgar Iron 2, mình đang ở trong nhà mà. Ồ, dưới này à? Tại sao lại đánh nhau ở dưới hầm vậy ta? Khó hiểu. Chắc là hồi nãy là mình đang ở trong cái trạng thái đi đào hầm hay sao á. Những cái đào ọt này của mình chưa kịp hồi lại quân nữa, tụi nó đánh liên miên rồi nên không thể nào mà hồi đầy quân được. Nhưng mà thằng Rimgar nó đầy máu này, chút cho Rimgar đi ra đánh. Alright, những cái đạo này sẽ làm chủ lực đi. Này đi phía sau. Mấy bắn đá. Rimgar qua bên đây. Còn tụi này chắc cho tụi nó nghỉ ngơi đi. Vì tổn thất rất là nhiều rồi, lỡ đánh nữa là mất luôn cái đạo đó. Chỉ cần cái đạo này hỗ trợ thôi là đủ. Ta sẽ rút cái đạo này lại. Qua thám thính tình hình quân đó. Một đám người lùn xinh xinh, đứa nào cũng râu dài và để đủ kiểu râu luôn á. Mỗi con có một kiểu râu khác nhau và một màu râu cũng khác nhau nốt. Rồi nó đội cũng nón khác nhau luôn, đảm bảo là không có con nào giống con nào. Cầm búa cũng khác rồi, con thì cầm búa, con thì cầm xẻng. Không chịu đi hả? Thế thì mình không đi thì mình đi, mình nâng đội hình lên. Cho mấy bắn đá ra đây. Đó là quân dự bị thôi. Là hai đạo mạnh nhất. Đi từ từ thôi anh em ơi, không cần phải đi nhanh đâu. Chủ tướng đi bộ nhìn thấy thảm quá, đáng lẽ phải có một con sói cho nó cưỡi, sói trắng. Còn đây là những cái đạo goblin, cho tụi nó đi chết trước. Để mình tua nhanh lên nha. Đường rất là xa. Ở đây là những cái gì vậy? Những cái tượng bị đổ hả? Nhìn không ra con gì á. Tượng Thorin hả? Wow, đây là tượng người lùn nè. Bị đứt tay rồi. Chúng nó vẫn án binh bất động tơi. Tướng nó đâu? Đây. Đây là tên tướng bên nó. Hắn tên là gì? Dragon Slayer, ghê chưa? Kẻ giết rồng luôn. Đây là Dragon Slayer mới chịu. Mấy bắn đá ra đứng xa quá, sợ bắn không tới. Lên trên này nhá nhá nó một chút. The terrain conceals the enemy's movements, Commander. We must be wary. Sợ cái gì mà wary? Cứ tấn công trực diện cho anh.
tới rồi đó. General với lại đạo mạnh nhất sẽ đi cánh này, đang có gì hốt xét được nữa đây. Để đội hình lên. Mấy bắn đá phải cao lên chút nữa. Ôi chúng nó chạy đi đâu cơ? Co cụm lại làm gì vậy? Lượng đủ đánh, không cần có quân dự bị đâu. Quân dự bị ở đó nghỉ ngơi đi. Hay mà thôi cho lên. Thành thẳng ngồi chung quân nó luôn. Cứ đánh đi để cho những cái cung thủ của mình phía sau nó bắn. Này chưa chi chết quá nữa, đã đồ chết gần một nửa rồi, 1.6 bây giờ còn 7.8. Đó là cái đội Red Rock này đánh rất là mạnh với cái con tướng Ringgold, xem nó có chiêu gì nè. Chiêu này là Potion of Strength nè, chạy lại gần cho đám kia để giao nhiệm vụ cho tụi này đi. Chết được. Dướng mấy con này đi không được. Ôi rồi sao bị rao hết hai unit đây rồi. Nãy giờ mình lo ngắm nghía bên kia không có để ý. Ok, không có gì phải lo lắng. Này nó muốn ra đấu tay đôi với mình. Kệ nó, mình chặt thẳng con này vô đội hình. Mở chiêu này lên. Cái đó là tác dụng cho bản thân nè, self đúng rồi. Ở đây nguyên đám đánh có một con này cũng được. Đứa này cho nó quay lại. Mình cảm thấy là bọn lùn ở đây nó đông đông thế nào, trong khi quân mình cứ bị chết gì, chơi chiêu gì nữa kìa. Còn một hai đạo đây cho lên hết đi. Cánh phải thắng rồi. Vòng qua. Dí con này đừng cho nó đánh nha. Con này luôn. Bụp bụp bụp. Còn 25 tên. Tên mà vẫn chưa chịu chạy nữa.
9 tên. Chạy rồi. Dòng sau lưng tấn công cùng lùng. Vẻ như mình vẫn thiếu lực. Đây vẫn thiếu. Tại vì hầu hết là quân của mình là goblin không à. Cho nên chưa có đủ đam. Trong khi đam chính của mình là ở đây. Giết tướng nó đi là thắng rồi. Anh chết chưa? Sắp chết rồi. Hay quá. Ô, tụi nó chạy hết rồi. Cái tướng nó bỏ chạy là tụi nó chạy theo à. Nhưng mà phải giết thằng này luôn để phòng hậu họa. Giết theo giết nó chết không để cho nó thoát. Ôi nó chạy nhanh quá. Phải chỉ có đội bộ kỵ binh truy sát tụi này nó dễ. Rồi, xong enemy lost. It's wounded, mới bị thương rồi. Mà vậy thôi cũng được. Đây có lẽ là đội quân này chính là đội quân cuối cùng cái tụi lùng ở đây rồi. Để xem bắt được bao nhiêu tù binh, chúng ta sẽ xẻ thịt chúng nó, ăn thịt để cho quân chúng ta hồi máu lại. 227 con lùng sẽ bị nấu thịt và quân ta sẽ tăng được 11%, cướp được 1.700 vàng lên XP. Ủa, thằng top nó định làm gì kìa? Cái gì vậy? Double Savage. The Orc are coming. Có nghĩa là nó báo hiệu giờ hả, chuẩn bị có một cái nước nào đó chuẩn bị đánh mình. Xem lại bản đồ coi. Úi, tụi này nè. Ôi, tụi này định đánh mình hả ta? Horse, những cái tụi mọi rợ hả? Horse này là hả, không có thành trì gì hết á. Mấy con này là mấy con top notch, còn tụi horse kia nó nằm đâu à? Red Fun này nó có nhiều quá ta. Ở dưới đây hình như là map bản đồ rồi. Mà vẫn còn một cái settlement ở đây. Lực sau thì đội war này của chúng ta. Current 100% mỗi thanh chừng 1. Chừng nào hạ xuống 80 kìa. Nhà quân của mình vẫn còn rất là nhiều. Ở Karantomen này mình có quá trời, khá là nhiều á, cũng khoảng mười mấy đạo phòng thủ. Không biết cái đội này đánh nổi không, nghi là không đánh nổi. Ở Misty Hell Mountain, ngọn núi sương mù này, có mấy con heo rừng nữa. Có thể tuyển được Lord và Hero. Quân đồn trú thì có 5 đạo. Misty Mountain này mình có thể xây lên cấp 2 này mới xây được cái nhà này. Và lên cấp 3 này mới có thể xây được kỵ binh. Chắc để dành xây kỵ binh hả? Tạm thời ở đây tới âm 21 lần. Khazak Arzor. Boston cấp 2 mới xây được.
nó âm nhiều như thế này. Chance button -10, difficult level -2, start income -4. Bỏ này đi, tạm thời mình không có lấy tiền ở vùng đó. Những cái con này nó định làm cái gì đây? Có 4 đạo thôi à. Ở quân đồn trú ở đây của mình là có 5 đạo. Nó rảnh tay mình xuống đây đánh được không? Đi qua đây hình như là nước của mình nữa. À không, nó hiện hình đầu lâu rồi kìa. Ở đây có cái ngọn núi lửa, nếu mà mình đi ngang qua đây á, là hả sẽ bị vướng vô cái chỗ dung nham này nè, cho nên nó hiện cái hình đầu lâu. Có nghĩa là ở đây là tỷ lệ mà thương tật cho quân lính là sẽ tăng lên, bởi vì cái attrition là do điều kiện thời tiết bởi vậy nên khắc nghiệt. Nếu mà đi nhanh hơn thì sao? Mình đang ở trạng thái tenon là cũng không được. Đào ngầm qua tới đây luôn. Good. Đào một phát qua đây luôn. Đi tắt qua cái đường chỗ này. Đó, một phát qua đây luôn. Vì để mang quân qua đây là để chắc chắn là phải chiếm được cái chỗ này. Tại vì chỗ này nó rất là nhiều quân tinh nhuệ, long bear, X infantry, long bear, red weapon, tùm lum hết. Nãy mình có tăng skill gì không ta? Không có. 4.000 vàng. 4.000 vàng bây giờ xây cái gì nữa? Xây cái nhà này rồi. Iron Rocks. Đây, có lẽ là xây nên xây chỗ này để đặng tăng thêm quân đồn trú. Phía bắc lỡ tụi lùng nó hăm he nó quýnh thì mình có thêm quân phòng thủ ở khu vực đó. Thằng Top Knot nó làm cái gì trên đó? Trên đó, 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 thấy không? Nghe là có một đạo trên đó. Confederation có nghĩa là hai cái đạo này, hai đội lùng này hả, nó đã sáp nhập lại với nhau. Trời ơi, nó có một đạo quá đông luôn, 16 đứa ở Iron Rocks mình đang. Rất là ít quân. Chẳng lẽ nó định xâm chiếm rồi. Kéo lên đó sợ không kịp chứ. Hai đứa này đang đánh nhau ở đây thì khỏi nói rồi ha. Đang tấn công ở đây mà chưa thành công hả? Thôi để Rim Gò đánh tiếp cho. Ha! Violence! Ủa nếu mà Rim để con này ở gần đây xong rồi Rim Gò tấn công thì không biết là có tính không ta? Có tiếp viện không á? Bởi vì bây giờ nó đang vây hay sao á? Tạm thời chắc kéo quân lên đây lại. Tuyển thêm hai con nữa. Có gì đánh trả tụi nó. Yeah, biết ngay mà. Thế này sao mà thắng được. Chúng nó có một đống quân luôn.
Thằng nào đứa nấy là sao vàng, sao bạc hết à. Sao đồng nữa chứ. Quân tinh nhuệ không à. Balance of Power, thế này không thể nào mà thắng được. Auto Resolve. Ê, nó không chiếm. Nó không chiếm mà nó cướp phá xong rồi nó bỏ đi. Đâu có dễ như vậy anh bạn. Anh bạn này 16 trên 20. Không biết như đây lực lượng là đủ đánh không. Nhưng mà chúng ta cứ thử vậy. À mà khoan, trước hết là phải kiểm tra lại cái vùng này xem mình vẫn chiếm được chưa, sợ chưa chiếm được. Thế nào mà nó cứ vây hoài vậy ta? Đảo này đảo nào? Skull Turret là đảo nào trời? Ôi, Savage of Big Un. Toàn mấy con lạ lạ không à. Đang sử dụng in the way mình có thể gặp nó ở trên đây. Tấn công thằng này thì không biết nó bạn nó có giúp cho mình không chứ. Sốc cavalry luôn mới ghê. Speed 66 melee attack. Những con này toàn là sốc cavalry không à. Toàn kỵ binh không. Các bạn thì đây thì nó không thể đánh. Là theo tấn công tụi này coi. À không, delay war hả. Tốt nhất là không nên. Tụi này không đánh thì thôi, để mình đánh vậy clear đó đi, mình mới vô mình đánh được chứ hả. Xong vô chỗ này mà vướng thằng này không đi được. Chính nữa chứ. Ok, giờ chắc là để lên đi đánh con này trước đã. Ủa, không tới. Thôi kệ vậy, bây giờ thử đập thằng này coi. Thì level với nó hả? Nó chỉ có một đạo thôi đúng không? Tại vì cái bọn school stat này chỉ là một cái đám mọi rợ thôi. 1920 đang gây chiến với lại tụi Red Fang, thế nào nó cũng gây chiến với mình. Your allies. Chúng ta có Skull Tech với lại Rinskin. Chúng nó không có hả? Sharis Art. Ủa, Skull Tech. Là tại sao bọn nó lại là ally, là ally attitude towards Rinskin, không hiểu. Attack. No fool that saved for the world. Rút chạy rồi sao? Shit, tại sao vẫn không tấn công được chỗ này? Get nasty. Clear này đi. Despair involves fighting. Here we go. Cớ gì mà tại sao không đánh được ta?
khó hiểu. Kệ đi vậy. Ok thì tạm thời chắc là mình sẽ save game ở đây đã, và sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu vào lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Bye bye, xin chào, tạm biệt.